Chào anh em đang xem miền Tây Sula. Bây giờ là 5 giờ chiều anh em. Mình đang ở Bến Lức của Long An. Thì trời đang mưa râm mọi người. Trời mưa này mà tao đem nóc nhà là rất là nguy hiểm luôn. Nguy hiểm gì thì anh em biết rồi. Nhưng mà theo mình đoán thì mình ngồi giờ chắc không có đến đổi đâu. Đằng kia có cây đài cao lắm nè. Ở cây đài đó chắc nó hút sóng tốt. Thì hiện tại mình đang gọi là nghiệm thu. Nghiệm thu cái công trình của bác Tấn và bác Dĩnh đã làm cách đây mấy ngày trước rồi nè. Đó, làm mấy ngày trước rồi. Và hai bác lên làm khi mà mình đang gác thi và chấm thi thì mình không có theo được. Hai bác làm bữa nay mình nghiệm thu rồi mình cài đặt cho nó ok hết đặng tiến hành nhận tiền anh em, nhận tiền. Thì ở đây ông chủ nhà ổng sử dụng tấm pin chin ha. Chin 415 như anh em thấy đó. Đây. Trời đang mưa nha mọi người, đang mưa nè, nước nè. Nước ghê không? Đó. Đó thì cái độ nghiêng của cái mái nhà này á, là theo mình rất là hợp lý. Độ nghiêng này làm cho tấm pin không có bị động nước mà cũng không có bị quá nghiêng. Quá nghiêng thì sẽ tuột giảm năng suất nha. À, và cũng không bị động nước luôn, mái nhà rất là ok. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta dùng cái tôn đó anh em, nó rất là dày cho nên quá trình thi công cũng như là vận hành lau chùi này kia nó rất là ok luôn nha mọi người. Và hai ông anh mình đã ráp 9 tấm pin chin 415 một hàng một thôi. Thì lý do thì như mọi người cũng biết rồi, ráp một hàng này để cho nó ở trên cao và cái dàn pin nó cân đối so với mái nhà thì lúc này nó sẽ nhận được cái ánh nắng mặt trời tốt nhất. Thì hiện tại ở bên kia cũng có mái nhà nha, bên đây có mái nhà nè đó, rồi bên đó cũng có mái nhà, nhưng mà cái mái nhà bên đây mình đánh giá là cái mái nhà ok nhất, mái nhà này là ok nhất, hợp lý nhất, cho nên lắp bên đây anh em. Đó, một hàng một chín tấm chin 415. Cách lắp thì như anh em cũng đã biết rồi ha, cách lắp thì trước giờ vẫn như cũ, như là trước giờ thôi. Đó, thì ở đây khách hàng sử dụng con DE 3 kW. Hiện tại mình đã cài đặt đồ xong hết rồi, nhưng mà test chạy mà để cho 100% thì chưa test nha. Tại vì mình cài đặt xong là trời mưa luôn, cho nên tấm pin này nó không có ra điện nhiều để chúng ta có thể trải nghiệm nó. Thì chạy đồ thì ok hết rồi ha. Thì cảm ơn các anh em đã luôn luôn ủng hộ mình và ủng hộ kênh miền Tây Sula. Mình đã đi làm rất là nhiều hệ nhỏ nhỏ như thế này nè. Cái này thì cũng không phải là hệ lớn đâu, 415 mà 9 tấm vậy thì nó đâu đó 3 kg mấy anh em đó. Rồi con máy thì đây 3 kg đó, nó là hệ gia đình nha anh em, chứ không phải là hệ khủng gì trơn, hệ gia đình. Nhưng mà theo mình nghĩ là gia đình nào cũng nên có một hệ như thế này để chúng ta giảm tiền điện ha, cắt giảm tiền điện này kia. Thì hiện tại mình đang đi ở trên cái tôn, nhưng mà cái tôn này rất là dày cho nên nó rất là an toàn nha anh em. Đó, mọi người thấy là nó một hệ gồm 9 tấm và được lắp một hàng thôi. Đó, thì hy vọng rằng những video như thế này sẽ cổ vũ được cái tinh thần của những anh em mà mua về tự lắp á, chúng ta có thể làm theo. Đấy. Lắp này chắc chắn lắm nha mọi người, không có chuyện gió bay gì đâu nha. Đó, gió bay là hoàn toàn không thể nào gió bay được. Đó, anh em coi bầu trời Bến Lức vào lúc 5 giờ chiều nè. Trời đang mưa nha. Bữa nay là ngày thứ 6, ngày 14 tháng 6 2024 ha. Đó, trời rất là ảm đạm. Và hiện tại là mưa càng lúc càng lớn. Đấy, thôi mình leo xuống anh em ơi, nghe trời gầm nghe cũng ớn. Đó, tấm pin chin 415. Pin này đang ở bên Úc, tụi mình kéo về mọi người. Nó đang nhập vào thị trường Úc và lắp ở bên Úc đó anh em. Đó, tụi mình kéo về lắp ở thị trường Việt Nam. Rồi như anh em cũng thấy đó, cái quá trình mà lắp ráp nè, cũng như cái quá trình mà chúng ta vận hành, cũng như là những cái kỹ thuật là đã được chia sẻ rất là kỹ từ những người như mình. Cho nên là những anh em nào mà ở xa mà tụi mình không đến lắp được, hoặc là tụi mình đến lắp nhưng mà chi phí hơi cao, thì anh em có thể tự lắp nha, mạnh dạn tự lắp mọi người. Mạnh dạn lên tự lắp. Bữa nay mình không có review cái inverter. Lý do là bây giờ con inverter 3 kg nó ở trong nhà mà nó ở cái chỗ cũng hơi gọi là khó quay video, cho nên là mình review cho anh em xem cái dàn pin ha. Tí nữa mà có điều kiện tốt thì mình sẽ quay cái con inverter. Đấy. 415 ha, chin 415. Đó. Công nghệ 9/10 PB vậy đó nha anh em. Đếm rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PB nha anh em. 11 PB. Trời, tấm pin đã ghê không?
Đó. Bây giờ nó nằm đây thôi chứ nó không có điện mọi người, tại trời mưa, mưa che hết mặt trời không có điện luôn. Và mình cài xong hết nhưng mà vẫn không có có ra được năng suất của dàn pin tại vì nó không có điện. Đấy. Coi bê tơ thì hiện tại đang ở trong nhà, Đây, mình xuống coi coi. Điều kiện quay thực thuận lợi thì chúng ta sẽ review cho anh em xem. Đấy. Ok chưa? Ông anh, hai ông anh mình đi dây ha. Đi dây từ đây xuống dưới kia. Dây nó khá là xa đó mọi người, dây khá xa. Kỹ thuật thì nói chung là cũng rất là rườm rà tại vì nó điều kiện nhà gia đình mỗi chỗ mỗi khác. Cho nên cái việc mà người ta để cái inverter đó nó cũng không có theo ý muốn của mấy anh em mình được. Thì gia đình ta điều kiện sao mình chế thành vậy ha. Miễn sao nó hoạt động ok là được. Đó, khung trời vào trời chiều 5 giờ mấy nè. Ở bên lức ha. Đó thì những cái hệ như thế này thì nó rất là gọi là phổ biến trong thời buổi hiện tại, anh em nên tham khảo và nên làm theo nha. Chính tấm này mình đưa vào con DO 3kg bám tải. Mắc nối tiếp nha anh em, nối tiếp hết. Này. 3 4 5 6 7 8 9. À, còn đây là con DE anh em. DE 3 kW. Tủ điện thì tủ điện này đơn giản thôi. Tủ điện gồm có một tin DC, một cái chống sét DC, một cái AC và một cái chống sét AC. Đó, tại vì nó có một tin thôi cho nên là chúng ta làm tủ điện là một bên thôi ha. Còn con máy thì như mọi người cũng thấy rồi, nó là cái con DE mà phổ biến trên kênh mình. Đó, DE. Ở đây chúng ta lắp ráp thì như mọi người cũng đã nghe rất là nhiều cái video đó. Có nghĩa là khi chúng ta mà đây là điện điện nhà nước nha, điện nhà nước nè. Rồi chúng ta ra gia đình nè, thì chúng ta kẹp ở đầu nguồn nè. Đây. Cái CT này là CT kẹp ở đầu nguồn. Chiều mũi tên là từ ngoài cột điện vào trong. Kẹp ở đầu nguồn nha. Đó, mình nói video nào cũng nói nhưng mà anh em có nhiều rất là nhiều anh em cột kẹp sai. Kẹp ở đầu nguồn, chiều từ ngoài vào trong. Rồi tải là tải và cái con DE này, đầu ra của con DE nè là nó ở phía sau nha. Nè nó đặt đây nè. Đó, CT là chúng ta kẹp trước. Đó, điện lưới ha, điện lưới đang qua đồng hồ nè, qua cầu dao nè. Rồi tới CT rồi mới tới tải và cái chỗ qua lưới của DE. Ha, tải và DE nằm sai cái sau cái CT. Đấy. Thì cảm ơn các anh em đã coi video và các anh em nào mà đang liên hệ đó, có kỹ thuật gì cần hỏi thì cứ nhắn Zalo ha. Và anh em nào cần làm thì cứ liên hệ mình. Giá cả nó tùy thuộc vào anh em ở xa ở gần và làm cái hệ như thế nào. Có bạn làm cái hệ này với 7 tấm, có bạn làm cái hệ này với 8 tấm, có bạn làm cái hệ này với con DE 6kg, có bạn đối với con 5kg, nó có rất là nhiều cách để làm cho nên là giá cả nó không có phải là giống nhau. Có bạn ở xa, có bạn ở gần nữa nha. Thôi kết thúc video. Còn đây là ông bác, chủ nhà nè anh em. Bác chào các anh em trên kênh YouTube con bác. Này là bác lên YouTube đó nha. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người những video lần sau.